gì chưa? Hay gì em bé Sáu? Hết bão rồi đó mẹ. Ừ, hết bão rồi sao? Thì đi về ngoại báo tiếp. Ủa? Con đang ăn gì vậy? Con đang ăn mía. Wow. Mẹ có thấy con mía giống chuột ăn không? Ủa? Chuột gì? Dạ chuột nhé. Hả? Họ mượn tiền gì mà mượn hoài. Ủa trời ơi, họ ghét là mắc cỡ theo luôn á. Để có tiền đâu mà cho mượn. Mẹ mẹ, hay là mai mốt mẹ đổi tên con thành Sóc Xin đi. Ủa trời ơi, sao tự nhiên đổi tên Sóc Xin kỳ vậy? Tại vì xin nhiều quá mọi mệt rồi, cái đó tên thành Sóc Xin cho mọi đứa hơn. Cho mọi đứa hơn.